Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có 9 tinh hà, hàng tỷ tinh thần, đều vì võ mệnh tinh thần. Võ đạo chi nhân, có thể câu thông tinh thần, thức tỉnh tinh hồn, thành tu sĩ võ mệnh. Truyền thuyết, võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một tinh môn, từ đó câu thông một viên tinh thần, cho đến trên cửu trọng thiên, đều có võ mệnh tinh thần của mình, hóa thân thái cổ thần vương thông thiên triệt địa. Hàng tỷ sinh linh, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên, hắn muốn làm viên tinh thần sáng nhất thiên không kia, trở thành thái cổ thần vương. Bộ này mình tu rồi theo mình đánh giá là hay đáng để nhảy hố, không biết có ai chưa tu hay không, cứ đăng cho công pháp cắt to ra, ca ca.